Xin chào quý vị và các bạn lại trở lại với kênh giới thiệu âm thanh bãi của Minh Audio Đô Hà Nội. Các bác hãy nhìn vào tấm biển này nha. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Giá sốc 1,9 triệu đồng Việt Nam đồng. Bao cước vận chuyển hay còn gọi là bao ship. Đó, những cái nào mà tôi nói rõ như này thì tôi sẽ hỗ trợ các bác. Giá sốc luôn. Chúc mừng các bác là những thớt radio của bộ Pioneer 7600. Thớt radio. Xin nhắc lại thớt radio. Dùng để làm gì? Dùng để trang trí cho nó đẹp vào bộ âm ly nhà các bác. Còn các bác nào nếu thích nghe đài thì sẽ nghe được 3 kênh đài nếu ở Hà Nội. Ở Hà Nội tôi sẽ biết được nó sẽ bắt được 3 kênh sóng, đó là 89, 90 và 91. Còn ở các tỉnh thì tôi không biết được nó có đài tần số đó không. Nhưng mà mục đích thì vẫn là bán với chức năng là để các bác đặt vào thêm bộ dàn âm thanh nhà các bác. Giả sử những cái âm ly Pioneer mặt phay nhôm màu trắng. Vì những cái âm cục radio này nó đều có kích cỡ là 42cm. Các bác có thể đặt vào bất kể một âm ly Pioneer mặt phay nhôm nào đều được. Còn cái này thì nó là của cái âm ly Pioneer 7600. Và đây là thớt radio. Giá 1,9 triệu đồng. Đều hoạt động hoàn hảo và đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc. Tôi quay gần để các bác xem góc cạnh nha. Tại Minh Audio Hà Đông thì hàng nó phải như thế này vì đều là hàng tuyển chọn. 1,9 triệu đồng đang giảm giá sốc cho các bác nhé. Bao cước vận chuyển thì tính ra nó tầm 1,8 triệu thôi. Ba kênh đài tôi đang chạy vào con thứ hai từ dưới lên. Đây, xoay tần số này. Đang tần số là 89 90 này. Bề ngang là 42, còn bề cao của nó chắc tầm 14 đến 16. Nó bằng với kích thước của cái con âm ly Pioneer 7800, 7600 hoặc là 7700, 7400. Nó tùy theo giờ mà nó có đài các bác nhé. Khi nó có sóng đài thì nó sẽ sáng cái đèn này. 1,9 triệu đồng gồm cả tiền cước vận chuyển. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bác mua cứ đặt cọc tầm 500 đến 1 triệu tôi sẽ gửi hàng đi.